Thưa quý vị, nếu ánh sáng không đến từ đôi mắt, nó sẽ được thắp lên từ ý chí, nghị lực, niềm tin và những điều tốt đẹp. Điều đó đã giúp những người khiếm thị vượt lên chính mình, tìm được ánh sáng riêng cho cuộc đời mình. Ở tuổi 16, chị Dương Thị Phương Nga đã phải khép lại ước mơ vì đôi mắt chị không còn nhìn thấy. Không muốn đầu hàng trước số phận, được sự động viên của Hội Người Mù huyện Hòa Vang, chị theo học và làm việc tại cơ sở xoa bóp bấm huyệt của hội. Tại đây, chị có hết cơ hội gặp gỡ những cô chú anh chị cùng cảnh ngộ, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày, giúp chị ngày càng lạc quan yêu đời hơn. Đây cũng là nơi nên duyên vợ chồng của chị với anh Nguyễn Ngọc Riêng, một người cùng cảnh ngộ. Trước khi gia đình có nhiều khó khăn đó, mình không muốn gánh nặng cho gia đình. Mình bản thân mình cố gắng thực hiện những ước mơ của mình. Như là trước khi vào hội thì mình chỉ làm mai tre, tâm tre thôi. Nhưng mà thời gian thì các cô các chú hướng cho mình học cái nghề xoa bóp bóp huyệt. Mình cố gắng để mình phát huy cái khả năng của mình để mình xây dựng cái gia đình mà cho cái tương lai của mình. Lấy gia đình nhỏ làm động lực, anh chị không cần cố gắng phấn đấu học tập kiến thức, rèn luyện tay nghề và mở cơ sở xoa bóp cho riêng mình để giúp đỡ tạo việc làm cho những người cùng hoàn cảnh. Thời gian đầu, cơ sở gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn đầu tư, diện tích nhỏ, chật hẹp. Xong, anh chị đã mạnh dạn đăng ký về vốn để phát triển cơ sở. Đến nay, cơ sở xoa bóp bấm huyệt của chị Nga và anh Rinh đã hoạt động hiệu quả, doanh thu mỗi tháng hơn 50 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 5 lao động là người khiếm thị. Dạ, thì hai anh chị có là người chia sẻ rồi chỉ dạy em làm massage. Qua đó là em có một niềm tin và động lực để vươn lên trong cuộc sống. Tôi thay đổi cuộc sống, có điều kiện để phát triển kinh tế, rồi có thể mở cơ sở, rồi tạo công ăn việc làm cho những người còn cảnh ngộ. Mình cảm thấy là nhờ vào đó mà hành trình tìm sáng của mình đã về được đích nhất. Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế, vợ chồng chị Nga còn tích cực tham gia hoạt động hội. Ở cương vị là phó chủ tịch hội, chị Nga thường xuyên động viên mọi người tham gia học tập, đọc sách báo chữ nổi, nghe sách nói để tìm hiểu, học tập các tấm gương người mù làm ăn giỏi. Đặc biệt, anh chị đã đạt nhiều giải cao tại các hội thi tay nghề xoa bóp bấm huyệt và đã được chọn báo cáo điển hình tại nhiều hội nghị. Tấm gương sáng về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống của vợ chồng anh Rinh, chị Nga, không chỉ người khiếm thị mà cả người bình thường cũng cần học tập.